Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Cụ thể như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai sâu rộng, mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã vận dụng sáng tạo, sát với từng loại hình ấp khóm, khơi dậy rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân đã trở thành động lực thúc đẩy cho các phong trào chung của tỉnh. Từ đó, mặt trận tổ quốc các cấp đã chủ trì xây dựng được 87 mô hình nâng tổng số đến nay được 262 mô hình ở các lĩnh vực kinh tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã vận động nhân dân đóng góp trên 34 tỷ đồng, hiến 143.770 m2 đất, quy động trên 188.931 ngày công lao động, xây dựng trên 1.069 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hàng chục km. Qua đó đã góp phần cho kết quả chung của tỉnh có 49 trên 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 11 trên 15 phường thị trấn đạt văn minh đô thị, 5 trên 7 huyện thị xã thành phố được mặt trận tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, trong đó có hai đơn vị được trung ương công nhận. Công tác vận động quỹ về người nghèo trong nhiệm kỳ qua được trên 75 tỷ đồng, đạt 107% so với chỉ tiêu nghị quyết chỉ tiêu nghị quyết là 70 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hệ thống mặt trận các cấp đã phối hợp xây dựng và hỗ trợ xây dựng 227 căn nhà tình nghĩa, 1.798 căn nhà đại đoàn kết, 1.022 căn nhà theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 88 của Ủy ban dân tỉnh. Tổ chức trao tặng trên 88.258 phần quà, hỗ trợ phát triển sản xuất 368 hộ, hỗ trợ khám điều trị bệnh 763 người. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được triển khai sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Kết quả, tổ chức tuyên truyền được 5.631 cuộc, có trên 233.462 lượt người dự. Phối hợp tổ chức 76 phiên chợ, hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, có trên 7.555 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, có trên 357.000 lượt người đến tham quan mua sắm. Tổng doanh số bán hàng được trên 158,7 tỷ đồng. Phong trào đoàn kết sáng tạo được triển khai sâu rộng đến đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, các hoạt động nghiên cứu sáng tạo sáng kiến được đông đảo đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, với nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện các phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt được kết quả nổi bật. Phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tích cực tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo chương trình phối hợp với ngành y tế và bảo hiểm xã hội. Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào đoàn kết sáng tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân là những mặt công tác được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trung tỉnh thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành quyết định số 2663 ngày 1 tháng 9 năm 2020 quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, trách nhiệm của các quỹ, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân chủ trì và phối hợp tổ chức 569 cuộc hội nghị, có trên 3.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, tổ chức các cuộc hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần, số lượng và trình tự thủ tục theo luật định, tổ chức tốt các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Trong nhiệm kỳ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ trì và phối hợp giám sát được 1.790 cuộc liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu dân cử, công tác góp ý và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp ý phản biện 1.721 văn bản đối với dự thảo các dự án về luật, nghị định, chương trình, quyết định, kế hoạch liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Sau hội nghị phản biện, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp và có văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, nghiên cứu, tiếp thu, trả lời các kiến nghị của mặt trận. Năm năm qua, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 36.097 cuộc với trên 1,5 triệu lượt người dự, đồng thời mặt trận các cấp tiếp 1.298 lượt công dân, tiếp nhận 541 đơn yêu cầu khiếu nại của công dân. Qua đó, hướng dẫn đơn sự và có văn bản chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Phối hợp tổ chức hòa giải 5.241 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, với tỷ lệ hòa giải thành đạt 82,84%. Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tuyên truyền nâng cao nhận thức về đối ngoại nhân dân, thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử với người nước ngoài đến công tác, tham quan du lịch, hợp tác đầu tư tại địa phương. Nhiệm kỳ qua, mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp dẫn động kiều bào hỗ trợ trên 39,5 tỷ đồng, xây dựng các công trình phúc lợi và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác tại địa phương. Về kết quả trao đổi thông tin và quan hệ hợp tác, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành thăm giao lưu chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Sihanoukville, Dương quốc Campuchia, thăm tỉnh Bulikamsay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.